Tại sao đang yêu rồi, đang yêu nhau rồi bỗng nhiên người đàn ông tránh né, không muốn gặp lại. Nhưng trước đó là hẹn gặp nhau, giờ thì lại tránh né mình. Tại sao như vậy? Xin tướng cho mình biết được đàn ông đó có đang để mình yêu nhau. Câu hỏi cái đoạn cuối hơi, chắc bạn viết thiếu một vài chữ. Các bạn chịu khó viết cho nó đủ dấu, đủ chữ, mình không có đoán được. Thứ nhất là trong cái chuyện mà tư vấn á, là cần phải đọc đúng ý. Do đó là các bạn biết, thứ nhất là bớt viết tắt, thứ hai là chịu khó viết cho mình cái dấu, nếu có thể nữa cho mình chấm phẩy đúng chỗ ha. Ok, câu hỏi của bạn á, thì bạn nói là hai người đang yêu nhau, bỗng nhiên anh ta lại tránh né. Nhưng mà trước đó thì có hẹn rồi. Tức là giả sử như hai người có hẹn nhau, tới ngày đó giờ đó gặp nhau, nhưng mà sau này tại sao tránh né? Thực ra cái tình huống này nó xảy ra khá thường xuyên các bạn. Để mình đưa cho các bạn thấy như thế này rõ nha. Lúc hẹn, anh ta có mong muốn gặp không? Theo các bạn là lúc hẹn có muốn gặp không? Có mong muốn gặp, nếu không gặp người ta hẹn làm gì? Vậy đó là anh ta muốn hẹn, nhưng mà tại sao tới cái lúc xảy cái việc, cái cuộc hẹn nó xảy ra anh ta lại không tới? Đúng không? Rất là dễ, anh ta đổi ý. Lý do tại sao anh ta đổi ý ở đây mình không có thấy chính xác được, tại bạn không có tả đoạn đó. Nhưng mà cái lúc bạn đi chơi với anh đó lần cuối cùng, lúc mà hai người hẹn hò với nhau lần sau á, từ đó tới cái lúc anh ta quyết định hẹn với bạn á, nó có cái gì đó làm anh ta thay đổi? Mình không biết là cái gì, có thể là nhắn tin qua lại, hay là có những cái trong đầu anh ta, có thể là đơn phương từ phía anh ta. Giả sử như anh ta có quen biết một vài cô gái và bạn là một trong số những cô gái đó, thì sau cái trong một thời gian hẹn á, thì anh ta lại quan tâm tới một cô gái khác hơn. Rất tiếc là điều này xảy ra. Tuy nhiên cái điều đó nó vẫn xảy ra và nó khá là bình thường, nó chẳng có gì lạ. Nó không phải lỗi của bạn, nó chỉ là ở trong cái thời điểm đó anh ta thích cái cô gái nào nhất thì anh ta sẽ hẹn với cô gái đó, và cái đó nó make a lot of sense. Tức là nó rất là thực tế và nó rất là dễ hiểu. Cô gái nào anh ta thấy phê nhất, anh ta thích nhất, anh ta hứng thú nhất, anh ta sẽ hẹn cô gái đó. Anh ta sẽ chọn cái cô gái đó được ưu tiên. Tuy nhiên điều đó nha, bạn đừng đón nhận cái điều đó như là bạn nghĩ là mình không có giá trị. Tức là đừng đón nhận nó một cái cách tiêu cực, một cái cách không đúng. Và bạn phải nghĩ như thế này nè. Anh ta không không có muốn thực hiện cái cuộc hẹn đó với mình, không phải anh ta từ chối mình đâu, mà là anh ta vì lý do gì đó anh ta có một cái cuộc hẹn khác mà anh ta thích hơn. Mà mình nói cho các bạn biết là nó xảy ra cũng nhiều tình huống vậy lắm. Tức là anh ta hẹn cái cuộc hẹn khác, anh ta đi với một đi chơi với những cô gái khác, nhưng mà những cô gái đó mà không có được cái kiến thức thì nó sẽ vào cái vòng luẩn quẩn mà nó vẫn thường hay xảy ra, là sẽ hẹn hò rồi sau một thời gian rồi cũng có những cái quan hệ nó sai, không có biết cách ứng xử, rồi dẫn tới cái chán, rồi anh ta cũng buông, rồi anh ta sẽ mò lại bạn. Cái tình huống nó xảy ra rất là nhiều. Do đó là ở đây chưa có phải là ngưng hết việc, anh ta vẫn có thể quay lại, anh ta vẫn có thể không quay lại, nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là bạn là một người phụ nữ và bạn có giá trị của bạn. Bạn hãy tiếp tục để cho những người đàn ông khác tìm hiểu mình. Nếu anh ta không có sự hứng thú, anh ta không xứng đáng, để anh ta qua một bên. Và đừng coi cái việc đó như là cái yếu tố anh ta từ chối mình, hay là mình kém, hay là mình không đẹp. Đừng nghĩ hướng đó, không phải như vậy. Anh ta chỉ là trong cái thời điểm này cái cô gái nào mà anh ta có vẻ hứng thú nhất, cũng có thể là vậy nè, cái cô gái nào mà anh ta cảm giác là dễ dàng được chiều chuộng nhất thì anh ta sẽ hẹn trước, có vậy thôi. Do đó là đó cái câu trả lời cho bạn ha. Do đó là đừng có đón nhận nó một cách tiêu cực nha.